Chòm sao nữ chỉ cần bạn đời tâm lý, không cần người ấy phải có gia tài bạc triệu. Mỗi cô gái khi đến tuổi cập kê, đều có một hình tượng đấng lang quân khác nhau của riêng mình. Có người lựa chọn dựa vào tình cảm, cũng có người dựa vào điều kiện vật chất của đối phương. Với các chòm sao nữ, không cần bạn đời giàu sang này, người họ lựa chọn để tiến tới hôn nhân, chẳng cần phải có gia tài bạc triệu, hay diện mạo bảnh bao, chỉ cần đối phương đủ tinh tế, đủ tâm lý, để luôn thấu hiểu từng cảm xúc nội tâm của mình là được. Có thể nói, họ hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu, và là những cô gái rất thông minh. Hãy cùng xem thử, bạn có nằm trong số những người như vậy không nhé? Hạng nhất, cô nàng cự giải. Nàng cự giải là cô gái giàu tình cảm, và cũng rất nhạy cảm. Cô ấy gây ấn tượng trong lòng người khác phái, bởi sự ngây thơ, đáng yêu, lãng mạn và đầy tinh tế của mình. Chính vì thế, những cô nàng cua luôn khao khát có được một tình yêu, thăng hoa về mặt cảm xúc, hơn là mối quan hệ quá coi trọng vật chất phù phiếm. Trong đại dương của tình yêu, chòm sao nữ này có thể tha hồ, lang thang trong những mộng tưởng đẹp đẽ họ tự xây nên, mà không hối tiếc. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của giải giải, vốn không yêu cầu nửa kia phải đẹp như minh tinh, cũng không yêu cầu đối phương phải có gia tài bạc triệu. Điều mà chòm sao nữ này quan tâm hơn cả, là người ấy phải là một người tâm lý, có trái tim luôn yêu thương, thấu hiểu, và hướng về phía mình. Nàng cự giải chỉ mong người mình yêu, chung thủy với mình, là mẫu đàn ông có trách nhiệm với gia đình, thương vợ, yêu con, vợ chồng đùm bọc lẫn nhau, sống bên nhau đến đầu bạc răng long, không bao giờ rời xa. Còn vấn đề tiền bạc, thì cô ấy không đặt nặng cho lắm, hai vợ chồng có thể cùng nhau cố gắng từng bước một, đủ ăn đủ tiêu là được rồi. Hạng 2, cô nàng Bạch Dương. Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, nhắc đến chòm sao nữ không cần bạn đời giàu sang, thì không thể bỏ qua cung Bạch Dương nữ. Cô nàng Bạch Dương là người hướng ngoại, thẳng thắn, và đôi lúc cũng khá bộc trực. Họ là mẫu nữ hán tử điển hình, trong 12 cung hoàng đạo. Trong cuộc sống, chòm sao nữ này cười to khi vui, khóc hết nước mắt khi đau, có thể nói là sống thật với cảm xúc của mình, cho nên luôn khiến người ta cho rằng họ có vẻ bất cần và vô tâm, nhưng thực ra không phải vậy. Đằng sau vỏ bọc phóng khoáng đó của Dương Dương, là một trái tim của một cô gái lãng mạn, nhạy cảm, và rất yếu mềm. Đối với nàng cừu trắng, tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng. Yêu một người đã khó, tìm được một người bạn đời tri kỷ, lại càng khó hơn. Cho nên tiêu chí chọn bạn đời của cung hoàng đạo này, vốn không liên quan gì đến vật chất. Thay vào đó, nàng Bạch Dương chú trọng sự thấu hiểu ngầm giữa hai trái tim, hơn là khối lượng tài sản, là sự chân thành và yêu thương, khi hai người cùng nhau, trải qua tất cả những giai đoạn của cuộc đời. Còn về chuyện tiền bạc, thì hai vợ chồng có thể cùng nhau cố gắng, Dương Dương không ngại việc, giúp đỡ chồng xây dựng sự nghiệp chút nào. Hạng 3, cô nàng Sư Tử. Cô nàng Sư Tử cũng là một chòm sao nữ, không cần bạn đời giàu sang điển hình. Nàng hoàng đạo này, vốn được trời sinh tính cách khá mạnh mẽ và tự do, luôn chủ động trong tình yêu. Họ có cá tính mạnh, bản tính lạc quan, vui vẻ, cho nên cũng có thể coi là chòm sao nữ, ngồi vững vàng vị trí công chúa trong 12 chòm sao. Nàng Sư Tử khi yêu một ai đó, là sẽ yêu hết mình, yêu chung thủy, và yêu một cách nghiêm túc. Họ là mẫu người, lấy chồng theo chồng điển hình. Đối với họ, tình yêu là duyên phận, đã phải chờ đợi ngàn năm mới gặp được nhau, cho nên nhất định phải nâng niu và trân trọng. Họ không phải là những cô gái ham vật chất, và cũng rất khinh thường những người đặt tiền bạc lên hàng đầu trong tình yêu. Chòm sao nữ này chỉ mong tìm được người một lòng một dạ với mình, hòa đồng với những người xung quanh mình. Bạn đời của Sư Tử chắc chắn sẽ là người cùng cô ấy chia sẻ vui buồn, cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Khi tình cảm đã được khẳng định và bền chắc, lúc đó hai vợ chồng cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai, với vật chất đủ đầy cũng không sao cả. Hạng 4, cô nàng Ma Kết. Cô nàng Ma Kết thường mang dáng vẻ dịu dàng và đáng yêu, cũng rất thông minh và tinh tế, chính là cô gái mà các anh chàng rất muốn lấy về làm vợ. Họ ngây thơ và tốt bụng, hoạt bát và đáng yêu, mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười, mỗi hành động nơi nàng cũng có thể khiến các anh chàng say mê và yêu thích không thôi. Bằng chứng là nàng Kết Kết luôn có rất nhiều người theo đuổi. Tuy bề ngoài họ mềm mỏng, lãng mạn như vậy, nhưng bên trong nội tâm lại rất thận trọng và tinh tế. Chòm sao nữ này vốn coi trọng tình cảm hơn vật chất, thích cuộc sống gia đình, vợ chồng đồng tâm đồng lòng. Đời sống hôn nhân, với chồng chủ đối ngoại, vợ chủ đối nội, chính là cuộc sống lý tưởng mà cung hoàng đạo này luôn hướng tới. Cho nên, họ không yêu cầu bạn đời phải là người có gia tài bạc triệu, giàu sang phú quý, mà chỉ cần người ấy dành trọn vẹn tình cảm, luôn quan tâm và che chở cho mình, cả hai cứ đơn giản và bình dị trải qua mỗi ngày của cuộc sống, khi bên nhau là được. Hạng 5, cô nàng hổ cáp. Cô nàng cung hổ cáp, trời sinh đã mang vẻ xa cách và lạnh lùng, là nữ thần không thể chinh phục trong trái tim bao chàng trai. Chính vẻ ngoài xa cách và lạnh như băng của họ khiến bao chàng trai dù có đem lòng yêu mến cũng chẳng dám tiếp cận. Thực tế, những cô gái sinh ra dưới chòm sao này cũng tràn đầy ảo tưởng và khao khát về tình yêu. Họ rất coi trọng tình cảm của mình và có trách nhiệm. Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của họ rất nghiêm túc và khắt khe. Cáp Nhi hiểu rằng tiền bạc dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Cô nàng hoàng đạo này đúng là rất coi trọng năng lực của một người, đó cũng là điều họ chú ý đến người khác đầu tiên, nhưng không có nghĩa là cô ấy ham tiền bạc vật chất. Ngay từ khi bắt đầu hình thành những tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của mình, nàng hổ cáp đã không yêu cầu phải lấy chồng cao sang, chỉ muốn nửa kia là một người tâm lý, thấu hiểu niềm vui, nỗi buồn trong lòng mình là được. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của loài người, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, muôn đời vẫn thế. Đừng quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, kẻo bạn có thể để vụt mất một người thật lòng thật dạ yêu thương mình. Trên chặng đường dài của cuộc đời, không phải là hạnh phúc và may mắn lắm khi có được một người yêu che chở cho mình bao sương gió, tâm lý, thấu hiểu những vui buồn để cùng mình già đi hay sao?